Nhiều anh em có hỏi là những con iPhone mà bọn mình làm hỏng, ví dụ như con iPhone 12 nát bét như thế này thì bọn mình xử lý như thế nào? Đùa đấy. Chất lượng sửa chữa ở một trung tâm bảo hành Apple chính hãng thì nó sẽ như thế nào? Đồ bảo hành trả về thì sẽ gói kiểu như thế này. Trước khi đi sửa thì gần như là con iPhone 12 nó đã bị phá hủy hoàn toàn luôn. Còn đây là sau khi đi thẩm mỹ viện về. Mình cũng rất bất ngờ ấy, vì lúc đưa nó đi thì nó là một cái xác không hồn, nhưng mà quay trở lại thì em đẹp như hồi 18 vậy. Trời ơi. Khi mà soi kỹ thì vẫn sẽ thấy những cái vết va đập này ở cái khung viền của nó này. Đó, thì cơ bản là cái gì hỏng thì sửa thôi. Và cái giá để mà sửa lại nó đẹp như thế này ấy thì không khác gì mua một con iPhone mới. Đấy. Mọi sự ngu dốt và phá hoại đều phải trả giá bằng tiền mặt chiều ạ. Đúng rồi.